2011, trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam và Kazakhstan. Trọng tài chính là ông Bunyarit Musika, trọng tài của Thái Lan. Và trọng tài 2 là ông Julian Kombo, trọng tài của Australia. Và để tiện cho việc theo dõi của quý vị và các bạn, chúng tôi xin được giới thiệu lại đội hình ra quân của cả hai đội. Bên phía Kazakhstan là các cầu thủ mang áo số 1 Yelena Godereva, số 4 Irina Sumak, số 5 Libero Valeria Rilova, số 6 Natalia Akilova, số 8 Irina Sesberger, số 15 Alia Bakudova và số 18 Atatasia. Huấn luyện viên trưởng của Kazakhstan là bà Luzmila. Và bây giờ là đội hình ra quân của những cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam. Vận động viên mang áo số 1 Trần Thị Thảo, số 6 Libero Nguyễn Thị Kim Liên, số 7 chủ công đối chuyên 2 Hà Ngọc Diễm, số 8 chủ công Đỗ Thị Minh, số 9 phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa, số 10 cây chuyền 2 Linh Chi và số 16 phụ công Bùi Thị Nga. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam là ông Nguyễn Mạnh Hùng. Cô gái của chúng ta đã lớn, đã phát triển và tiến bộ từng ngày tại World Cup năm nay. Và trận đấu đã được bắt đầu. Trong set đấu thứ nhất, ở những điểm số đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam sẽ đứng phần sân bên phía trái màn hình của quý vị và các bạn. Bóng đi ra ngoài, 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đó là một tình huống thực hiện quả phát bóng lỗi bên phía Kazakhstan. Bên phía ngoài sân thì huấn luyện viên Thiattipong của Thái Lan cũng đang chăm chú theo dõi. Đó là bước xử lý lỗi kỹ thuật của Kazakhstan và thêm một điểm số nữa dành cho những cô gái của chúng ta. Bầu không khí trên sân đang rất nóng. Khán giả đang tạo ra một sự cuồng nhiệt. Đó luôn là những dấu ấn tại mỗi nơi mà giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup đi qua. Và ngày hôm nay, bầu không khí đó đang thực sự khiến cho Kazakhstan đang có phần lung túng. Chắn bóng đi ra ngoài, 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ trông chờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh của hai vận động viên kỳ cựu bên phía đội tuyển Việt Nam, đó là Đỗ Thị Minh và Ngọc Hoa. Đây sẽ là hai đầu tàu để dẫn dắt một thế hệ trẻ. Và rất có thể giải đấu năm nay sẽ tạo ra một bước ngoặt. Chúng ta đang có sự nhiệt tình, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thế nhưng trong một trận đấu knockout, một trận đấu có vấn đề loại trực tiếp, thì các cô gái trẻ của chúng ta cần có được phải một sự tỉnh táo. Chắn bóng tốt. Đó là tình huống tham gia chắn đôi của Trần Thị Thảo và Ngọc Hoa. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Chỉ có một mình Trần Thị Thảo tham gia bám chắn trong tình huống vừa rồi. Bốn một cho đội tuyển Việt Nam. Bóng đi ra ngoài. Đó là tình huống dứt điểm của cây chuyền hai Bakudova. Đây là những điểm số đầu tiên, những thời khắc đầu tiên. Và trước một sức ép cũng như là sự cổ vũ rất cuồng nhiệt từ khán đài, thì đội bóng nào giữ được một sự tỉnh táo hơn là đội bóng có ưu thế. Đội tuyển Việt Nam đang nhập cuộc rất hưng phấn. Và đây là một trong những yếu tố rất tốt
để cho thầy trò của huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng có được một sự tự tin. Vừa rồi là pha dứt điểm của Bùi Thị Ngà. Bùi Thị Ngà, Hà Ngọc Diễm là hai trong số những cái tên trẻ đã có hơn một lần tham dự VTV Cup. Và đây cũng thực sự là những vận động viên đã cùng với những cựu binh như Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh chơi thực sự hay ở những trận đấu trước đó, những trận đấu ở vòng đấu loại. Trong những ngày vừa qua thì Bùi Thị Ngà đã trở thành một mũi phụ công có được những miếng đánh chiến thuật hết sức đa dạng và tốt. Cô tấn công được cả hai biên và thậm chí là ở những tình huống xử lý bóng số 3. Đó là một điều rất tốt để cho Ngọc Hoa có thêm người để chia sẻ những tình huống xử lý bóng trên lưới. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam rất hay, đó là Trần Thị Thảo, thế nhưng vẫn chưa thể có điểm. Hàng phòng thủ phía sau của Kazakhstan đã thi đấu tốt trong tình huống vừa rồi. Các vận động viên thi đấu ở hàng sau đã hỗ trợ rất tốt để giúp cho Kazakhstan có được một pha phòng thủ tốt để qua đó có được điểm số, cắt được chuỗi lên điểm của chúng ta. Lỗi hai chạm của Trần Thị Thảo. Cần có sự tỉnh táo và thi đấu quyết tâm ngay từ đầu. Rất hay, đó là câu trả lời. Đó là một tình huống tổ chức tấn công tốt của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng. Một tình huống tấn công ở vị trí số 3. Sự bất ngờ đã được tạo ra và đã đánh lừa được hàng chắn của Kazakhstan trong pha đánh vừa rồi. Bóng vẫn trong cuộc. Thế nhưng đó là một câu trả lời hoàn hảo. Cũng là một tình huống tổ chức tấn công ở giữa lưới. Hàng chắn của chúng ta đã không thể theo kịp. Chỉ có một mình Đỗ Thị Minh tham gia bám chắn ở tình huống vừa rồi. Liên tục là những lỗi kỹ thuật của các cô gái bên phía đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam. Kazakhstan đang có được chuỗi lên điểm. Chúng ta cần phải tỉnh táo để cắt được chuỗi lên điểm này, không để cho Kazakhstan có được sự hưng phấn. Bây giờ sẽ là thời gian hội ý kỹ thuật. Một thời điểm rất tốt để cho các học trò huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng có thêm được sự chỉ đạo từ huấn luyện viên đã ít nhiều có những chênh choạc trong những phút vừa qua và phần lớn đến từ những tình huống mắc lỗi kỹ thuật của những cô gái đội tuyển của chúng ta. Đó là lỗi hai chạm của Trần Thị Thảo, một tình huống mắc lỗi kỹ thuật nữa của Đỗ Thị Minh trong tình huống tranh chấp trên lưới. Và trước đó thì Hà Ngọc Diễm cũng đã có một pha xử lý phát bóng ra ngoài. Đối thủ đang thi đấu không hay hơn chúng ta, nhưng Kazakhstan vẫn có điểm khi mà các vị trí trên sân của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam vẫn phần nào đó đã bị khớp. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi những cô gái của chúng ta đều đang có tuổi đời rất trẻ trước một trận đấu quan trọng ở một giải đấu mang tầm quốc tế như VTV Cup. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Bùi Thị Ngà. Lần này là Hà Ngọc Diễm. Đó là một tình huống tấn công tốt của Hà Ngọc Diễm. Một pha bật nhảy cao và có một cú đánh cắm. Có tới hai vận động viên của Kazakhstan tham gia bám chắn, nhưng Hà Ngọc Diễm
cũng đã có được một tình huống xử lý chéo sân tuyệt hay. Số 7 của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam đang giúp cho chúng ta phần nào vơi đi nỗi nhớ đối với Phạm Thị Yến, cũng một vận động viên khác mang áo số 7 trong rất nhiều năm của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam. Đó là một cú đánh bóng tốt của Kazakhstan, một cú đánh xuyên chắn. Thế nhưng ưu thế về mặt tỷ số vẫn đang thuộc về các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng. Chúng ta vẫn đang duy trì được khoảng cách 3 điểm. Tỷ số bây giờ đang là 6-9. Rất hay. Một pha dứt điểm gọn gẽ với chiều cao 1m87. Bùi Thị Ngà cũng rất tốt với những tình huống di chuyển chiến thuật để đánh biên. Vừa rồi cũng có tới 2 vận động viên tham gia bám chắn nhưng Bùi Thị Ngà vẫn giành được chiến thắng trong tình huống dứt điểm cuối cùng. Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam đã có một chiến thắng ở trận đấu của vòng đấu loại. Thế nhưng tính chất của một trận bán kết chắc chắn sẽ rất khác. Mọi sai lầm rất có thể sẽ phải trả giá. Vì vậy mà những cô gái của đội tuyển của chúng ta cần phải có được sự tỉnh táo, sự tự tin để không thể rơi vào một thế trận mà đối phương có được. Đây đang là thời điểm mà đội tuyển của chúng ta có được một thế trận tốt, một thế trận mà chúng ta vẫn đang làm chủ cuộc chơi. Đánh bóng tốt. 8-11. Đổi điểm và quyền phát bóng về cho Kazakhstan. Trong ít phút vừa qua thì khả năng phòng ngự hàng sau của đội tuyển Việt Nam là không thực sự tốt. Trong khi đó thì hàng công với những Ngọc Hoa, Hà Ngọc Diễm và Bùi Thị Ngà vẫn đang làm tương đối tốt vai trò của mình ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Bóng đi ra ngoài. Đó là một tình huống đánh bóng với của một vận động viên bên phía Kazakhstan. Chúng ta sẽ được xem lại tình huống này. Pha dứt điểm của số 4 Irina Sumak. 13-8. Hà Ngọc Diễm sẽ tiếp tục thực hiện quả phát bóng của mình. Libero Kim Liên đã rất cố gắng để cứu bóng trong tình huống vừa rồi. Nhưng ở trước tình huống trước đó, Hà Ngọc Diễm đã không thể có được một tình huống xử lý phòng thủ hàng sau tốt nhất. 9-13. Cần phải có những điều chỉnh. Chúng ta đang có một Libero Kim Liên ở trên sân, nhưng khả năng phòng thủ hàng sau của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải nói là chưa thực sự tốt ở những phút vừa qua. Những tình huống xử lý bước một cũng không phải là tốt nhất. Bóng ngoài. Quyết định xử lý bóng dọc biên. Nhưng đó là một tình huống mà một vận động viên bên phía Kazakhstan, đó là tình huống xử lý bóng của vận động viên mang áo số 4 Irina Sumak đánh bóng ra ngoài. 14-10. Đó là tình huống phối hợp tốt của Linh Chi và Bùi Thị Ngà. Một miếng đánh mà chắc hẳn hai vận động viên này đã rất nhiều lần tổ chức phối hợp trong màu áo đội tuyển quốc gia khi đã quá quen với nhau.
với những miếng phối hợp trong màu áo của câu lạc bộ thông tin Liên Việt Postbank. Chúng ta vẫn đang có ưu thế dẫn điểm, nhưng lối chơi vẫn chưa thực sự nhuyễn, vẫn có một vết gợn nào đấy, và có lẽ đó là vết gợn từ những tình huống phòng thủ hàng sau. Chúng ta vẫn chưa làm tốt được điều này, nên Linh Chi thường xuyên phải chuyền bóng ở những tư thế khó. Rất may là những Ngọc Diễm và Bùi Thị Ngà vẫn đang làm tốt vai trò của mình ở những pha dứt điểm trên lưới. Hôm nay thì huấn luyện viên trưởng Kazakhstan và Luzmila vẫn quyết định sử dụng cây truyền hai Bakunina. Bakunina cũng đã thực sự làm tròn vai và thi đấu tốt ở những ngày thi đấu vừa qua. Còn đây là gương mặt Linh Chi, một trong những vận động viên có thể nói là đã thi đấu nổi bật trong màu áo của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ngoài trừ trận đấu ra quân, trận đấu khai mạc gặp trẻ Thái Lan, thì những ngày còn lại Linh Chi đã càng ngày thi đấu càng hay, và những tình huống thực hiện chuyền hai của Linh Chi đã trở nên ổn định hơn rất nhiều. Yelena đã dứt điểm tốt trong tình huống vừa rồi, một pha đập bóng cắm. Đó là cú đánh ở tầm cao. Chắn bóng đi ra ngoài. 17-12. Sẽ có sự thay đổi người. Linh Chi đã ra sân và Lê Thị Dung sẽ được sử dụng như là cây truyền hai của đội tuyển của chúng ta vào thời điểm này. Trong khi đó thì mũi phụ công Thanh Thúy cũng đã được tung vào sân. Đây chắc chắn sẽ là những nét đổi mới để chúng ta có được một thế trận vững vàng hơn, khi mà chiều cao của Thanh Thúy với tầm cao là 1m87 sẽ giúp cho những tình huống phòng ngự trên lưới của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn, và điều đó cũng giảm cho những vận động viên thi đấu ở hàng sau. Bóng ngoài. 18-13. Những sự thay đổi người mang tính chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng. Bây giờ chúng ta đang có hai trong số những vận động viên có chiều cao tốt nhất, đó là Ngọc Hoa và Thanh Thúy, thi đấu ở hàng trên. Thời điểm để chúng ta hạn chế những cú đánh tầm cao của đối phương và đưa trận đấu về thời khắc quyết định. Chắn bóng tốt. Ngọc Hoa và Thanh Thúy, những vận động viên tốt nhất về mặt chiều cao đang có mặt trên sân của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam, cả hai đều đang ở cầu trên. Đây là những điểm số vô cùng quan trọng, những thời khắc bản lề của xét đấu này. Chúng ta cần một xét thắng để lấy niềm tin, sự hưng phấn. Đánh bóng tốt, phản hồi Hà Ngọc Diễm trong tình huống vừa rồi. Ngọc Diễm đã mang về điểm số thứ 20. Không thể cải thiện nhiều về khả năng phòng thủ hàng sau, thì huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng đã quyết định gia tăng khả năng phòng thủ trên lưới của chúng ta, để qua đó phần nào giảm bớt sức ép cho những vận động viên thi đấu cầu sau của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam. Và ít nhiều, ý đồ chiến thuật đó của vị chiến lược gia Nguyễn Mạnh Hùng đã mang lại hiệu quả. Chúng ta liên tục có những pha phòng thủ trên lưới tốt, với những sự tham gia bám chắn của Thanh Thúy và Ngọc Hoa. Nhà thi đấu Bắc Ninh đang không còn một chỗ trống. Sức nóng đã trở nên nóng hơn rất nhiều. Sự cổ vũ dành cho những cô gái trẻ của đội tuyển của chúng ta đã tạo nên một sức mạnh. Dù chưa thể giúp cho những cầu thủ chúng ta chơi thăng hoa, thế nhưng chúng ta đang có một thế trận ổn định.
và đi đúng với những ý đồ mà chúng ta đã đề ra ở trận đấu thứ nhất. Hà Ngọc Diễm thêm một điểm số nữa. Người hâm mộ chắc chắn vẫn đang nhớ đến Phạm Thị Yến. Thế nhưng ngày hôm nay một số 7 khác vẫn đang thi đấu tuyệt hay, đó là Hà Ngọc Diễm. Cô đã có rất nhiều điểm số trong những phút vừa qua của trận đấu này. Đội điểm và quyền phát bóng về cho Kazakhstan 14-21. Bước một ổn định. Thanh Thúy, đó là dấu ấn đầu tiên của Thanh Thúy sau khi được tung vào sân. Phụ công, chủ công với chiều cao 1m87 đã có một cú đánh tốt ở tình huống vừa rồi. Đây là một trong những tài năng triển vọng của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam. Thanh Thúy sinh năm 1997, như vậy là năm nay cô mới bước vào tuổi 18. Thế nhưng lại đang sở hữu một trong những vận động viên bóng chuyền nữ có chiều cao tốt nhất của bóng chuyền Việt Nam, đó là chiều cao 1m87, và nhiều khả năng vẫn sẽ còn tiếp tục phát triển trong những năm tới. 15-22, Trần Thị Thảo đã quay trở lại sân. Ngọc Hoa, một cú đánh không phải quá mạnh nhưng khả năng xử lý cổ tay là điều mà Ngọc Hoa đã làm được. Đó là điều mà đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia cần ở những thời khắc mà những cú đánh của Ngọc Hoa phần nào bị tham gia bám chắn, thì cô đã có những tình huống xử lý bóng cổ tay để xoay sở rất nhanh. Bóng vẫn trong cuộc. Hoan hô Linh Chi. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Ngọc Hoa đã không thể có được chiến thắng trong tình huống tranh chấp trên lưới vừa rồi. Thế nhưng cơ hội vẫn đang là rất lớn dành cho đội tuyển của chúng ta để có thể có được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam đang cần ít nhất thêm 2 điểm số nữa. Và chúng ta vẫn đang có được một khoảng cách về mặt điểm số tương đối an toàn. Đây là thời điểm mà các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng cần có được sự tỉnh táo và sự tập trung. Đó là Ngọc Hoa. Những lần bóng đến tay Ngọc Hoa, đến vị trí của Ngọc Hoa thì cựu binh của chúng ta chưa một lần khiến cho người hâm mộ phải thất vọng. Không thực sự là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trong những thời điểm đã qua của trận đấu này, nhưng Ngọc Hoa là như vậy. Mỗi lần ở những tình huống khó khăn, thời điểm khó khăn, Ngọc Hoa vẫn đang là đầu tàu. Một điểm nữa thôi, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam sẽ có chiến thắng trong trận đấu thứ nhất. Một chiến thắng chắc chắn sẽ mang lại một bước đà tâm lý rất tốt. Đỗ Thị Minh bóng trong sân. 25-17, chúng ta đã có được một sự khởi đầu thuận lợi, một bước chạy đà hoàn hảo. Dù chưa phải là một lối chơi bùng nổ, thế nhưng đó vẫn là một lối chơi đủ an toàn, đủ để cho người hâm mộ tiếp tục có được sự tin tưởng để có thêm những xét thắng nữa. Thế nhưng như chúng tôi đã nói, sự hưng phấn là điều rất cần thiết. Thế nhưng trong hưng phấn vẫn phải có được sự tỉnh táo, một cái đầu lạnh để đứng trước những sự thay đổi từ đối phương. Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam đã làm rất tốt điều này. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã có những chỉ đạo cần thiết cho các học trò của mình.
và đó là cơ sở để chúng ta chờ đợi thêm một set thắng nữa. Phải mất hàng triệu năm để những biến động địa chất tạo thành núi đá và hình thành những mạch nước khoáng thiên nhiên. Nước khoáng thiên nhiên thạch bích, quà tặng vô giá của thời gian. Ở những vùng đất phèn, đất ba vụ, lúa vẫn một màu xanh mướt. Đó là nhờ chuyên cần chăm bón và tìm tòi học hỏi, chọn và sử dụng đúng phân bón DAP Avel Đầu Trâu, giải pháp hiệu quả tiết kiệm. Lúc này khán giả trong nhà thi đấu của tỉnh Bắc Ninh đã không còn một chỗ trống. Các cổ động viên cuồng nhiệt cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam với hy vọng chúng ta sẽ có được trận thắng ở ngày bán kết trước đội bóng đã từng bị đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại ở vòng loại là Kazakhstan. Trong 10 kỳ VTV Cup trước đây thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã 6 lần lọt vào tới trận chung kết. Chúng ta 3 lần giành được danh hiệu vô địch vào các năm 2007, 2009 và 2010. Đội tuyển Việt Nam cũng đã 3 lần để thua ở trận đấu chung kết, đó là vào các năm 2005 trước Denso Arabis của Nhật Bản, 2006 trước Tư Xuyên Trung Quốc và 2013 trước đội Giang Tô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của hiệp đấu thứ hai trận bán kết của VTV Cup năm 2014 giữa đội tuyển Việt Nam và đội Kazakhstan. Đội tuyển Việt Nam đã giành phần thắng trong hiệp đấu đầu tiên và đó có thể coi là một lợi thế trong trận đấu bán kết. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, trọng tài chính là trọng tài người Thái Lan và trọng tài thứ hai là trọng tài người Australia. Đây là hai trọng tài ngoại tham gia điều hành các trận đấu tại VTV Cup năm 2014 cùng với các trọng tài của Việt Nam. Số các đội bóng của Kazakhstan sang tham dự VTV Cup trước đây thì mới chỉ có 2 lần, Rahat năm 2004 và Zetisu năm 2008 là vào đến trận chung kết nhưng đều để thua. Pha đánh hỏng của Trần Thị Thảo. Trong trận đấu ở vòng loại thì đội tuyển Việt Nam đã thắng set đầu, thua ở set thứ hai và thắng ở set thứ ba và set thứ tư. Chúng ta lại được thấy pha đánh sở trường của Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Ngọc Hoa mạnh ở những pha tấn công chiến thuật ở vị trí số 3. Trước đây khi mà đội tuyển Việt Nam sử dụng hai mũi phụ công là Ngọc Hoa và Kim Huệ thì Ngọc Hoa thường là người đánh ở vị trí số 3, còn Kim Huệ là người chạy chiến thuật một chân ở ngoài biên. Tỷ số được cân bằng 2-2.
Ngọc Hoàng phát bóng, ba đều. Những quả phát bóng bay của Ngọc Hoàng bao giờ cũng là khó khăn đối với các vận động viên của đối phương trong việc điều chỉnh bước một. Bùi Thị Nga ở trên lưới đã tận dụng rất tốt cơ hội mà các cầu thủ Kazakhstan đã đỡ bước một không tốt sau quả phát bóng của đội trưởng Ngọc Hoa. Ngọc Hoa là vận động viên duy nhất của tuyển Việt Nam tham dự đầy đủ cả 11 kỳ VTV Cup. Các cầu thủ Kazakhstan đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh bước một ở những quả phát bóng bay của Ngọc Hoa. Ngọc Hoa phát bóng có điểm rơi rất đột ngột. Mặc dù vậy thì ở phát bóng vừa rồi thì Ngọc Hoa đã không gặp may. Ngọc Hoa phát bóng sát lưới để gây khó khăn cho các cầu thủ Kazakhstan trong việc đỡ bước một. Tuy nhiên bóng đã chạm vào lưới và bật ngược trở lại phần sân của đội tuyển Việt Nam. Đây là Trần Thị Thảo, một trong những gương mặt chủ công trẻ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi ấn tượng ở VTV Cup năm nay. VTV Cup vẫn được coi là sân chơi để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cọ sát và là nơi phát hiện những tài năng cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước đây khi VTV Cup mới bắt đầu, chúng ta đã có được thế hệ của những vận động viên trẻ xuất sắc trưởng thành sau này như là Phạm Thị Yến, rồi Đinh Thị Diệu Châu. Ở VTV Cup 2007, khi mà rất nhiều những trụ cột bị chấn thương không thể góp mặt của đội tuyển Việt Nam, thì VTV Cup năm đó lại phát hiện ra những vận động viên sau này xuất sắc bóng chuyền nữ Việt Nam như là Hà Thị Hoa, Lê Thị Mười, rồi Phạm Thu Trang. Đó là kỳ VTV Cup và đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch. Đỗ Thị Minh, Đỗ Thị Minh là vận động viên đã trưởng thành ở VTV Cup 2008. Mặc dù năm đó VTV Cup đội tuyển Việt Nam chỉ đứng ở vị trí thứ 3, nhưng Đỗ Thị Minh đã để lại ấn tượng rất lớn khi là một trong những chủ công xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia. Bây giờ thì Đỗ Thị Minh đang cùng với Ngọc Hoa là hai trụ cột, bộ xương sống, bộ khung chính của đội tuyển Việt Nam ở VTV Cup năm nay. Bùi Thị Nga, một pha phối hợp giữa hai vận động viên của Thông tin Liên Việt Postbank. Thông tin Liên Việt Postbank là câu lạc bộ được rất nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam biết đến như là nơi sản sinh ra, đào tạo và sản sinh ra rất nhiều những vận động viên xuất sắc cho bóng chuyền Việt Nam. Trong mọi thế hệ của bóng chuyền Việt Nam ở SEA Games hay là VTV Cup trước đây thì câu lạc bộ bóng chuyền nữ Thông tin Liên Việt Postbank luôn là câu lạc bộ đóng góp nhiều thành viên đội tuyển quốc gia nhất cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Và có thể thấy là với khâu đào tạo trẻ bài bản và chuẩn mực nhất hiện nay của bóng chuyền nữ Việt Nam thì Thông tin Liên Việt Postbank luôn là điểm đến của rất nhiều những vận động viên trẻ của bóng chuyền nước nhà. Rất nhiều vận động viên trẻ bóng chuyền nước nhà sau khi được đào tạo bài bản đây đã trở thành những vận động viên trụ cột xuất sắc trong này cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Và có thể nói rằng là với những gì mà Thông tin Liên Việt Postbank đang đóng góp cho bóng chuyền nữ nước nhà thì câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank đang là điểm đến mơ ước của rất nhiều những người, những vận động viên trẻ, những bạn trẻ hâm mộ bóng chuyền, yêu thích với môn chuyền và được đến tập luyện và được đào tạo ở đây. Cũng trong thời điểm này thì đội bóng chuyền nữ Thông tin Liên Việt Postbank cũng đang tuyển vận động viên năng khiếu ở môn bóng chuyền nữ. Hiện tại thì quá trình tuyển chọn vận động viên của bóng chuyền nữ Thông tin Liên Việt Postbank được bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 và sẽ kết thúc đợt tuyển chọn vào ngày 30 tháng 9 năm 2014. Các vận động viên, những người hâm mộ, những vận động viên trẻ yêu thích môn bóng chuyền có thể đến với câu lạc bộ bóng chuyền nữ Thông tin để dự tuyển sinh với tuổi đời là từ 12 đến 15, tức là sinh năm 1999 đến năm 2002. Với chiều cao trung bình từ 1m66 trở lên, trong đó riêng vận động viên libero thì không yêu cầu chiều cao, và tất nhiên đó phải là những vận động viên, những bạn trẻ yêu thích môn bóng chuyền, có năng khiếu thể thao và đặc biệt là có chiều cao tốt. Các bạn trẻ khi đến với câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank sẽ được tham gia vào khóa đào tạo tuyển chọn để sau này ước mơ trở thành những vận động viên bóng chuyền trẻ của Việt Nam trong tương lai sẽ trở thành hiện thực. Và mọi thông tin chi tiết với câu lạc bộ Thông tin Liên Việt Postbank, các bạn trẻ có thể
thông tin chi tiết vào trang web là bongchuyennuthongtin.com.vn. Chúng tôi xin nhắc lại với các bạn trẻ là nếu như các bạn có năng khiếu yêu thích bóng chuyền thì hãy đến với câu lạc bộ bóng chuyền Nữ Thông Tin Liên Việt Postbank, và mọi thông tin chi tiết được thông qua trang web bongchuyennuthongtin.com.vn. Lúc này thì các vận động viên bóng chuyền Nữ Thông Tin Liên Việt Postbank vẫn đang chơi rất hay trong màu áo của đội tuyển quốc gia với những cái tên như là Bùi Thị Nga, Đỗ Thị Minh, Linh Chi, Trần Thị Thảo. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang gặp nhiều thuận lợi trong trận đấu bán kết với các cầu thủ Kazakhstan. Có thấy là huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo cho các cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là cố gắng khai thác nhiều miếng chiến thuật đánh lao ngắn, đánh nhanh ở vị trí số 3. Các cầu thủ Kazakhstan là đội bóng có chiều cao tốt, khả năng chắn biên cũng tốt, vì vậy đội tuyển Việt Nam đang cố gắng phát huy nhiều ở những miếng chiến thuật ở vị trí số 3 để gây khó khăn cho các cầu thủ Kazakhstan trong việc di chuyển bóng trắng. Tấn công biên, tấn công của Đỗ Thị Minh. Trước đó thì trọng tài Thái Lan đã bắt lỗi chạm lưới của các cầu thủ Kazakhstan. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Như vậy trước đó ở pha phòng thủ, ở pha bắn trên lưới thì hàng chắn của các cầu thủ Kazakhstan đã bị bắt lỗi chạm lưới. 13-7. Bóng chưa qua lưới. Pha đánh hỏng của số 18 Anastasia. Có thấy là trong buổi tập ngày hôm qua và buổi tập vào buổi sáng nay thì huấn luyện viên Trường Nguyễn Hùng chú trọng cho các cầu thủ vấn đề tâm lý thi đấu. Ông Nguyễn Mạnh Hồng đã nhắc nhở với các cầu thủ là dù có dẫn điểm cũng không được chủ quan. Trong trận đấu với các cầu thủ Kazakhstan ở vòng loại thì đội tuyển Việt Nam đã để cho các cầu thủ Kazakhstan thắng ở hiệp thứ hai, và từ đó sẽ không để cho các cầu thủ Kazakhstan làm lại được điều tương tự như ở trận đấu này. Đó là điều mà huấn luyện viên Hùng nhắc nhở rất quan trọng đối với các cầu thủ trẻ của chúng ta. Có thể nói rằng là ngày VTV Cup năm nay thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể coi là một đội tuyển trẻ, ngoại trừ
Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh là hai vận động viên trụ cột. Được gọi với tuổi đời 27 và 26 thì những vận động viên còn lại đều là những vận động viên có tuổi đời là 21, 20 và 23. Vận động viên trẻ nhất trong lần đoàn tập trung VTV Cup 2014 của đội tuyển Việt Nam đó là Trần Thanh Thúy với chiều cao 1m87 và 17 tuổi. Đây là vận động viên của VTV Bình Điền Long An, một chủ công trẻ với tương lai đầy triển vọng bóng chuyền nữ Việt Nam. Từ trước đến nay thì bóng chuyền nữ Việt Nam chưa có một chủ công nào có chiều cao 1m87. Vấn đề hiện nay đối với Trần Thanh Thúy đó là kinh nghiệm thi đấu, tất nhiên đây là điều cần phải tích lũy qua thời gian. Nếu như Trần Thanh Thúy cải thiện được về sức bật thì rõ ràng đây là một vận động viên có tầm đánh bóng rất cao với tuyển quốc gia, và khi đó thì những tình huống tấn công biên của tuyển Việt Nam sẽ là một trong những yếu tố có thể giúp cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo ra được bước ngoặt. Hiện nay thì những chủ công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như là Đỗ Thị Minh hay là Hoàng Diễm đều chưa phải là những vận động viên có chiều cao lý tưởng. Đỗ Thị Minh có chiều cao là 1m73, trong khi đó thì Hà Ngọc Diễm có chiều cao là 1m77. Trước đây thì những vận động viên chủ công của đội tuyển Việt Nam có chiều cao tốt là Diệu Châu hay là Nguyễn Thị Xuân đều có chiều cao chỉ hơn 1m80 một chút, khoảng 1m81, 1m82. Nhưng mà thấy rằng là với chiều cao của Trần Thanh Thúy, rõ ràng là đội tuyển Việt Nam đầy hứa hẹn với một nữ chủ công có chiều cao 1m87. Bây giờ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chắn bóng ở biên nhưng bị lọt chắn. Với tỷ số điểm như này 18-8, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp trong trận đấu này và set đấu thứ hai. Phát bóng hỏng. Trong số những vận động viên trẻ của chúng ta thì Bùi Thị Nga và Hằng Ngọc Diễm là hai vận động viên đã từng tham dự VTV Cup năm 2013 và VTV Cup 2012. Tuy nhiên VTV Cup năm nay thì họ mới chính thức là trụ cột của tuyển Việt Nam. Số 17 Lê Thanh Thúy vào sân thay cho Ngọc Hoa. Thanh Thúy cũng là phụ công trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam và ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Thanh Thúy. Đây quả là một ngày ý nghĩa với Thanh Thúy khi mà Thúy bất ngờ với món quà từ ban tổ chức giải trao tặng nhân ngày sinh nhật của vận động viên này cho trận tổ chức trận đấu gặp đội tuyển Kazakhstan ở trận đấu bán kết. Lê Thanh Thúy là vận động viên sinh năm 1995, năm nay 19 tuổi. Trước đây Thanh Thúy thi đấu cho đội bóng chuyền nữ Vietso Petro và sau khi đội bóng này giải thể thì Thanh Thúy đã chuyển về chơi cho Ngân hàng Công Thương. Trần Thị Thảo bóng vẫn trong cuộc và cơ hội phản công cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất khôn ngoan. Ở pha đập bóng thứ hai thì Trần Thị Thảo đã không đập bóng trao sân mà thay vào đó là một pha đập bóng dọc sân, bàn tay chắn các cầu thủ Kazakhstan ra ngoài. Và thấy là sau khi mà đội tuyển Việt Nam dẫn xa thì huấn luyện viên trưởng Huấn Mạnh Hùng đã đưa một số cầu thủ trẻ ít khi được vào sân ở những trận đấu trước như là Thanh Thúy để giúp cho vận động viên này có thêm cơ hội cọ sát.
Hàng phòng thủ phía sau của đội tuyển Việt Nam đã không kịp di chuyển lên để hỗ trợ cho hàng chắn trước pha bỏ nhỏ của các cầu thủ Kazakhstan. 21-11, một tỷ số điểm cách biệt. Đội tuyển bóng chuyền nước Việt Nam đang hy vọng lần thứ 7 có mặt ở trận đấu chung kết của VTV Cup. Đỗ Thiện Hưng, phòng thủ ra ngoài sân. Đây cũng là kỳ VTV Cup đầu tiên của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã từng dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nước Việt Nam ở nhiều kỳ SEA Games và các giải quốc tế, nhưng đây mới là lần đầu tiên huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở VTV Cup 2014. Trong quá trình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung cho VTV Cup, thì đội tuyển trẻ với một khung chính đội tuyển Việt Nam ở VTV Cup này dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên, đầu tiên là huấn luyện viên nữ Nguyễn Thị Hiền, sau đó được chuyển giao lại cho chuyên gia Trung Quốc ông Rong Hanian. Tuy nhiên trong quá trình huấn luyện thì ông Rong Hanian đã đột ngột qua đời và huấn luyện viên Nguyễn Hùng đã được gọi lên để dẫn dắt đội tuyển trẻ Việt Nam và sau đó là đội tuyển Việt Nam dự VTV Cup 2014. Cách biệt là 10 điểm. Không có cơ hội cho các cầu thủ Kazakhstan trong hiệp đấu này. Pha kích của Bùi Thị Nga. Những vận động viên của công ty Liên Việt Postbank trong màu áo của đội tuyển Việt Nam tại VTV Cup năm nay vẫn đang chơi rất hay. Từ một trận được chơi trong báo thông tin là một lợi thế với các vận động viên của đội này trong báo đội tuyển quốc gia, khi họ đã từng có nhiều thời gian phối hợp với nhau ở câu lạc bộ. Tình huống chủ động của đội Kazakhstan trong pha đẩy bóng vào tay trắng của đội tuyển Việt Nam. Bóng chạm vào đầu ngón tay của Linh Chi. 14-24. Mạnh của Hà Ngọc Diễm nhưng không vượt qua được hàng chắn của các cầu thủ Kazakhstan. Nếu như đội bóng một tốt, đội tuyển Việt Nam có thể kết thúc trận đấu bằng một pha đánh chiến thuật. Bùi Thị Nga chưa được, tầm bóng chưa thuận lợi. Thêm một điểm nữa cho Kazakhstan. Tuy nhiên với việc dẫn điểm xa, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm ở set đấu này. Chúng ta chỉ cần một điểm nữa để kết thúc set đấu thứ hai. Bước một vừa rồi không được tốt. Đội tuyển Việt Nam vừa triển khai ở một tình huống tấn công hàng sau. Tuy nhiên đối thủ mình đã đập bóng quá mạnh, bóng đi thiếu chính xác. Về các cầu thủ Kazakhstan, huấn luyện viên Nguyễn Minh Hùng xin tạm dừng lưu ý. Một chút lơi lỏng của đội tuyển Việt Nam cộng với các cầu thủ Kazakhstan gặp may trong hai quả phát bóng giúp cho họ thu hẹp cách biệt về điểm số. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Hùng vẫn rất thận trọng để tận dụng quyền nội ý giúp cho đội tuyển Việt Nam tập trung giải quyết trong pha bóng tới đây để kết thúc trận đấu thứ hai.
dù lúc này thời tiết trong nhà thi đấu rất oi bức và rất nóng, bởi dưới nắng nóng của 37-38 độ C, thế nhưng có thấy là khán giả trong nhà thi đấu mặc dù rất ngột ngạt nhưng các cổ động viên vẫn nhiệt tình cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Đó là một nguồn động lực không thể thiếu của tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. 19-24. Tập trung đến bước 1 để kết thúc set đấu thứ hai. Không được. Bước 1 hỏng liên tiếp của tuyển Việt Nam. Bò nhỏ. Kết thúc trận đấu thứ hai được tuyển Việt Nam thắng 25-20. Dù có đôi chút chủ quan ở thời điểm cuối, nhưng với việc dẫn xa, đội tuyển Việt Nam vẫn kết thúc trận đấu thứ hai với chiến thắng 25-20. Ở pha cuối cùng thì Hà Ngọc Diễm đã bỏ nhỏ tốt. Tuy nhiên có thể thấy rằng là sự trùng xuống của tuyển Việt Nam cũng đã khiến cho tâm lý của các vận động viên không còn được ổn định như trước. Chúng ta trượt trọc trong bước 1. Hy vọng là trong hiệp đấu thứ 3, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chơi tập trung ngay từ đầu để giải quyết sớm trận đấu này. Câu chuyện về cuộc đời, tình yêu và tham vọng của một người con gái thông minh, kiên cường, tài sắc vẹn toàn. Với sự tham gia của dàn diễn viên đang tạo được tiếng vang tại Hàn Quốc, Hoàng hậu Kỳ được phát sóng vào lúc 12 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên VTV3. Truyền hình Việt Nam sẽ gửi đến các bạn phần bình luận trước trận đấu tranh giải ba, tiếp đó là trận chung kết và lễ bế mạc trao giải cho các đội đoạt giải ở VTV Cup năm nay. Bây giờ là diễn biến của hiệp đấu thứ ba. Các cầu thủ Kazakhstan phát bóng trước. Chưa hẳn là một tình huống tấn công tốt của Ngọc Hoa, nhưng có thấy là với pha di chuyển cứu bóng của libero Valeria bên phía Kazakhstan đã khiến cho vận động viên đứng phía sau là Yekaterina bị
mất phương hướng trong việc phòng thủ. Nếu như libero của đội Kazakhstan vừa rồi không di chuyển thì Yekaterina hoàn toàn có thể phòng thủ được trước pha đá bóng của Ngọc Hoa. Chắn bóng thành công. Ngọc Hoa là vận động viên kinh nghiệm nhất của tuyển Việt Nam trong những tình huống bắn chắn một. Ngọc Hoa đã từng nhiều lần giành được giải thưởng vận động viên chắn bóng hay nhất giải ở các kỳ VTV Cup và thậm chí cả SEA Games. Và xử lý khá khôn ngoan của Trần Thị Thảo. Sau khi quan sát thấy bước vào đà của mình không thực sự tốt, bóng đi không hợp với pha vào đà vật nhảy, vì vậy mà Trần Thị Thảo đã khôn ngoan sử dụng một pha có bóng lỏng tay và khoảng trống giữa sân của các cầu thủ Kazakhstan. Chưa được. Quả bóng của Ngọc Hoa nhưng vẫn chưa được. Bóng ra ngoài. Mặc dù chỉ có một mình Trần Thị Thảo bám chắn ở ngoài biên, nhưng mà thấy là vận động viên chủ công bên phía đội Kazakhstan là Regina lại xoay cổ tay ra ngoài quá nhiều, khiến trái bóng đi rất thiếu chính xác. Cố gắng đáng khen cho pha cứu bóng vừa rồi của tuyển Việt Nam, và sau đó thì Ngọc Hoa đã bấm chắn trên lưới chính xác. Chị cũng là một vận động viên bóng chuyền của bóng chuyền Nam Long An trước đây. Năm nay Ngọc Hoa 27 tuổi và đang là trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngọc Hoa mong muốn rằng chị sẽ tiếp tục cống hiến cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thêm khoảng vài ba năm nữa. Ngọc Hoa tâm sự rằng là hiện nay các vận động viên bóng chuyền trẻ Việt Nam đã rất tiến bộ. Vấn đề là cần thời gian để giúp cho các vận động viên trẻ này có điều kiện để phát huy tốt nhất của mình. Hiện nay các vận động viên trẻ của chúng ta đều là những vận động viên có chiều cao lý tưởng, có sức bật tốt và được đào tạo cũng như là được huấn luyện với những phương thức huấn luyện hiện đại hơn so với thời điểm trước đây. Hoa phát bóng. Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều rằng là để có được một Ngọc Hoa như ngày hôm nay, phụ công của tuyển Việt Nam đã trải qua những năm tháng tập luyện rất vất vả, rất kiên trì. Ngoài năng khiếu và thể chất ra thì Ngọc Hoa là một vận động viên rất nỗ lực trong tập luyện, trong sinh hoạt. Và là tấm gương của bóng chuyền nữ Việt Nam mỗi khi tập trung đội tuyển quốc gia cũng như là ở câu lạc bộ.
rằng đây là ngày đông nhất của VTV Cup năm 2014. Đội tuyển Việt Nam chơi càng ngày càng ấn tượng với thành tích dẫn đầu vòng loại vào bán kết, thì rõ ràng là tình trạng cháy vé ở VTV Cup đã lại xuất hiện. Tuyển Việt Nam đang dẫn xa trong set đấu thứ 3 trước khi VTV Cup khởi tranh, và ngay sau khi nhận được quyết định đăng cai VTV Cup thì nhà thi đấu Bắc Ninh đã được tăng cường 800 chỗ ngồi. Nhưng lúc này thì rõ ràng việc tăng cường 800 chỗ ngồi vẫn thực sự là quá tải, khi mà số lượng cổ động viên muốn vào nhà thi đấu Bắc Ninh để trực tiếp cổ vũ cho tuyển Việt Nam vẫn còn rất đông ở phía ngoài. Chưa được một pha bóng giằng co, và chúng ta sẽ chờ xem đội bóng nào ghi được điểm. Vẫn chưa được, bóng vẫn trong cuộc. Mặc dù bóng bay ra ngoài nhưng đó là một tình huống mà bóng chạm vào tay chắn của các cầu thủ Kazakhstan. Đội tuyển Việt Nam dẫn rất xa trong set đấu thứ 3, 11-1. Tay của một vận động viên Kazakhstan đã chạm vào bóng. Vừa rồi thì pha phối hợp ở ngoài biên của đội tuyển Việt Nam không được tốt. Bóng đi ra ngoài biên quá nhiều. Cái bóng không thành công của Kim Liên. Kim Liên cũng là một vận động viên đã từng dự các kỳ VTV Cup trước đây và được coi là libero tốt nhất hiện nay của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Kim Liên cùng với Đỗ Thị Minh là hai vận động viên cùng thi đấu cho một câu lạc bộ của Thái Lan. Đỗ Thị Minh, một tình huống tranh chấp ở trên lưới nhưng sự tinh quái hơn của Linh Chi đã giúp cho Linh Chi giành được phần thắng, mặc dù Linh Chi thấp hơn so với vận động viên của Kazakhstan là số 2 Ekaterina.
Ekaterina có chiều cao 1m82, trong khi Linh Chi có chiều cao là 1m73. Dễ dàng ở trên lưới của Bùi Thị Nga. Có thấy là trong những quả phát bóng của Kazakhstan thì họ tuân thủ đấu pháp chiến thuật, tức là thực hiện những quả phát bóng dài của sân để gây khó khăn cho các vận động viên đội bóng 1 hàng sau của tuyển Việt Nam. Bởi ở nhiều những tình huống thì các vận động viên đội bóng 1 của chúng ta là những vận động viên hạn chế về chiều cao. Rõ ràng là những pha phát bóng về phía sân với tầm cao sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc đội bóng 1 của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên chiến thuật này của các cầu thủ Kazakhstan cũng chưa thực sự phát huy được hiệu quả khi mà nhiều pha bóng các cầu thủ Kazakhstan phát bóng ra ngoài. Tấm vé vào trận chung kết của VTV Cup 2004 đã ở rất gần với tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam đang dẫn 16-6 trong trận đấu thứ 3. Hai trận đấu trước chúng ta đều đã giành chiến thắng, và trong trận đấu này với tỷ số điểm hiện nay thì đội tuyển Việt Nam chỉ cần một thế trận giằng co, đội phát bóng qua lại cũng đủ giúp cho tuyển Việt Nam giành được chiến thắng trước Kazakhstan. Trong trận đấu ở vòng loại, đội tuyển Việt Nam đã để thua một set, đó là thua ở trận đấu thứ hai. Nhưng rút kinh nghiệm từ trận đấu đó, huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các vận động viên trẻ, các vận động viên của tuyển Việt Nam cần phải tập trung tối đa, không được trùng xuống một thời điểm nào. Trong trận đấu này chúng ta cũng đã có thời điểm trùng xuống ở cuối hiệp đấu thứ hai, nhưng đó là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam dẫn rất xa. Vì vậy mà các cầu thủ Kazakhstan dù đã lên khá nhiều điểm nhưng vẫn không xoay chuyển được tình thế. Phòng thủ tốt, rất khôn ngoan. Đúng là chỉ có Ngọc Hoa mới xử lý kinh nghiệm ở các bóng như vừa rồi. Các bóng đó là pha bóng của kinh nghiệm, của đẳng cấp. Ở tình thế khó, hàng chắn của Kazakhstan chủ động hơn. Nhưng thấy Ngọc Hoa là người đã chủ động, đã là người xoay chuyển tình thế với pha gõ bóng vào tay chắn đối phương ra ngoài. Sai lầm của Linh Chi. Linh Chi để gây bất ngờ cho Kazakhstan nhưng ý đồ của chị đã bị bắt bài. Và rất nhanh cầu thủ của Kazakhstan đã bật lên để đập bóng, khiến cho các cầu thủ Việt Nam chỉ có biết đứng nhìn. Không được. Trần Thị Thanh Thúy, chủ công số 3 với chiều cao 1m87, đã bị hàng chắn của Kazakhstan theo rất sát. Lúc này Thanh Thúy là vận động viên cao nhất trên sân, chị cao hơn cả các vận động viên của Kazakhstan. Trong hiệp đấu thứ 3 này, huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng đã sử dụng chiến thuật với 3 mũi chủ công và chỉ có một phụ công. Trần Thị Thảo rời sân nhường chỗ cho Hà Ngọc Diễm. Hà Ngọc Diễm là vận động viên có chiều cao tốt hơn, kinh nghiệm cũng nhỉnh hơn Trần Thị Thảo. Ngọc Diễm cao 1m77, còn Trần Thị Thảo cao 1m83.
Vì vậy mà huấn luyện viên Nguyễn Hùng đã đưa Trần Đình Thảo vào sân ở hàng trên để tận dụng chiều cao của Hoàng Ngọc Diễm, ăn chắn trên lưới cùng với Ngọc Hoa và Trần Thanh Thúy. Tuy nhiên vừa rồi thì đã không thành công. Không được. Pha tấn công biên không tốt của tuyển Việt Nam. Hà Ngọc Diễm bật lên, nhưng có thấy đó vẫn là một pha bóng hơi bị với của Hà Ngọc Diễm. Ngọc Hoa là vận động viên có thể xử lý rất nhiều những tình huống khó. Pha bóng vừa rồi chưa phải là một tình huống thực sự thuận lợi với tình huống bước di chuyển vào đà bật nhảy của Ngọc Hoa. Hơn thế nữa, hàng chắn của Kazakhstan theo rất sát, nhưng Ngọc Hoa rất khôn ngoan với pha đẩy bóng vào tay chắn các cầu thủ Kazakhstan. Những pha chuyền bóng sau đầu của Linh Chi ra ngoài biên số 2 cho Trần Đình Thảo trước đó, và vừa rồi là Hà Ngọc Diễm vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết. Bóng vẫn bị giãn ra ngoài biên quá nhiều, trong khi các chủ công lại di chuyển vào trong. Vì vậy rất nhiều lần Trần Đình Thảo và Hà Ngọc Diễm phải thực hiện những pha gõ bóng sang phần sân đối phương và khiến đội tuyển Việt Nam mất đi cơ hội tấn công. Ra ngoài. Trước khi VTV Cup 2014 bắt đầu, nhiều người không đặt kỳ vọng vào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải năm nay, khi mà rất nhiều những cầu thủ trẻ, nhưng có thấy là niềm tin của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ là hoàn toàn chính xác, khi mà lúc này các vận động viên trẻ của chúng ta đã chơi rất ấn tượng, càng ngày càng tiến bộ dù chỉ trong một thời gian ngắn. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là trước khi VTV Cup bắt đầu thì thời gian lắp ghép đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng không được nhiều. Năm cốt chính là các cầu thủ thông tin đã phải mất gần 2 tuần thi đấu ở giải các câu lạc bộ nữ châu Á, và Ngọc Hoa là người có mặt muộn nhất khi đội tuyển bóng chuyền nữ đã di chuyển sang Bắc Ninh và chỉ có mặt trước ngày khởi tranh VTV Cup có vài ngày. Đội trưởng Ngọc Hoa phát bóng. Đỗ Thị Minh. Các cầu thủ Kazakhstan không hiểu ý nhau trong việc hỗ trợ phòng thủ. 22-12. Tiếp tục là quả phát bóng của đội trưởng Ngọc Hoa. Phòng thủ tốt. Đỗ Thị Minh. Các cầu thủ Kazakhstan cũng phòng thủ rất hay. Thêm một cơ hội nữa cho đội tuyển Việt Nam. Pha đánh bóng rất có lực của chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Lỗi chắn bóng chạm lưới của các cầu thủ Kazakhstan. Lúc này trong thành phần đội tuyển Việt Nam, ngoài Đỗ Thị Minh thì Trần Thị Thanh Thúy cũng là vận động viên có khả năng tấn công hàng sau rất tốt. Hai ba mười hai.
nỗ lực cứu bóng của Linh Chi. Quá dễ dàng cho Bùi Thị Nga. Bùi Thị Nga và Trần Thị Thanh Thúy là hai vận động viên cùng có chiều cao 1m87. Đội tuyển Việt Nam còn cách tấm vé vào chơi trận chung kết đúng một điểm. Bùi Thị Nga chưa được, bóng xuống quá thấp. Chắn bóng ra ngoài. 14-24. Đấu đã kết thúc với pha đập bóng của chủ công Đỗ Thị Minh. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi trong set đấu thứ 3 để qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết của VTB Cup năm 2014 gặp đội tuyển trẻ Thái Lan. Như vậy là trận chung kết của VTB Cup 2014 là cuộc tái ngộ giữa đội tuyển Việt Nam và đội trẻ Thái Lan khi hai đội bóng này đã từng gặp nhau ở trận đấu của ngày khai mạc. Đội tuyển Việt Nam đã có được một chiến thắng thuyết phục, một chiến thắng vượt trội trước Kazakhstan để qua đó góp mặt ở trận chung kết của VTB Cup năm 2014. Hy vọng rằng là trong trận tái ngộ với các cầu thủ trẻ Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ đảo ngược tình thế để có thể lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay.